xin chào quý vị khán giả của Robathan nhé. Xin mời các bạn tiếp tục đi du hành qua các chợ phiên Tây Bắc các bạn ạ. Đây là các nghệ sĩ lang thang đường phố đây các bạn ạ. Hai nghệ sĩ này là lang thang qua hết chợ phiên này đến chợ phiên kia đây. Nhưng mà tại vì không thấy mình biểu diễn, không thấy mình biểu diễn nên người ta không biết là nhạc cụ nó như nào. Tên bao giờ? Ở nhà xa. Dạ không, ở nhà xa rồi. Khu đoạn cổng chợ này đông người quá các bạn ơi. Cả người nước ngoài lẫn người dân địa phương rất là đông, mọi người tấp nập mua bán. Đó, anh em mình sẽ đi vào trong chợ để khám phá nhé. Bà con ngồi bán các cái đồ nông sản của mình cũng như một số đồ lấy được ở trên rừng, trên lương rẫy mang xuống. Đây là củ cắt cánh này các bạn này, củ thường sử dụng để bổ phổi chữa các cái bệnh về đường hô hấp các bạn. Mọi người đến chợ mua được rất nhiều đồ rồi. Anh em mình đến chợ muộn muộn một chút vì đường xa. Đây, các cái khúc cây bổ máu này các bạn này, và cây tắc kè đá để chữa bệnh xương khớp và tác dụng tốt cho sinh lý nam giới nữa các bạn. Đây những quả dứa rừng, dứa rừng để chữa bệnh sỏi thận này các bạn này. Ui bị gai đâm rồi Tâm ơi, bị gai đâm rồi. Cầm vào bị đâm luôn. Đây là những cái củ tích dương các bạn, củ lấm tích dương, bổ thận tráng dương cho anh em. Đây là lấm linh chi này các bạn này, và những bao bạc kích tím. Nói chung đồ dược liệu rừng ở trên này bày ra lá liệt bạt ngàn luôn các bạn, và mọi người thoải mái lựa chọn, giá thì cũng rẻ thôi. Có một số loại thì nó đắt, nó do là cái đặc thù là nó hiếm mà lấy nó khó, còn lại thì đa số là các đồ thì nó cũng rẻ thôi. Đây là mới là một loại cây thuốc gì đây, đó là một loại dương xỉ của một bà cụ cao tuổi rồi đấy. Cái cây này chữa cái bệnh gì đấy chị, cây bé bé này cũng không biết à. Ốc đá. Khu này thì mọi người mua bán tấp nập lắm các bạn ạ. Các loại dược liệu sâm đơn quy, dứa, rồi sâm cau, củ tam thất tươi các bạn này. Ấu tàu này. Ngọc cẩu đang bắt đầu nhú nhú đây này, lấm linh chi, cây lấm linh chi rất là to, bên này nữa này, của một gia đình người Mông mang từ trên bản xuống, phải bị bao mắt rồi, đấy. Các bạn nhìn thấy hình ảnh cuộc sống rất là bình dị. Khu này các bà bán hương. Hương ở đây thơm, dễ chịu, không cô cắt cái bánh gì, bánh đúc ngô đấy ạ.
À, cái bánh này nó đặc chứ nó không như cái bánh bò. Bánh bò nó xốp nhỉ. Nhìn cô cắt thì rất ngon nha các bạn nhé. Ui. Bánh đúc làm bằng ngô. Tâm muốn nếm thử không? Ăn thử không? Không thích bánh đúc à? Bánh đa, bánh đúc. Đây thì nhiều chổi, các cái đồ dụng cụ lao động hàng ngày, dao này, mật ong, chõ xôi, ui chõ xôi siêu to khổng lồ luôn. Mình thì mình cung cấp cả dao mèo, cả dao phúc sen nha các bạn nhé. Dao phúc sen thì gần giống như mấy cây này này các bạn này. Dao phúc sen bên Cao Bằng. Bạn nào có nhu cầu sử dụng dao thì có thể là alo cho mình. Có rất là nhiều mẫu mã và giá cả. Các bạn gọi điện ra số điện thoại của mình thì mình tư vấn cho. Đây cái lù cỏ to lúc cái chú khoác đây nhỉ. To thật đấy. Ở đây thì có một cái thớt gỗ nghiến này các bạn này. Bạn nào có lấy thì alo cho mình nhé. Chị ơi, cái này là cây tầm gửi à? Tầm gửi cây gì đây? Tầm gửi cây gạo đây à? Đây à, có hẳn một bó to này. Tầm gửi cây gạo này. To này bạn, một bó này phải khoảng hơn một yến các bạn. Bạn nào có lấy thì mình mua, mình băm khô mình gửi cho các bạn nhé. Này rong. Vâng. Đây, tiếng bên ngoài chợ này còn một số cái hàng hóa mọi người bày bán nữa. Cô này bán ốc đá. Đây, phong lan du khách đã mua được rồi này, mua hẳn cây to đùng luôn. Đây. À anh này có ong đất à? Đây là ong đất chứ không phải là ong bò vẽ đâu các bạn nhé. Nhộng nó to hơn hẳn luôn. Đây rồi. À anh này cũng có mớ ốc đá to này. Có ốc đá đây. Ốc đá rất to và tấm ngọc cẩu. Đây thớt gỗ nghiến này anh. À, có ba cây thớt nữa. Đây là hoa của cây gì đấy ạ? Hoa quả lúc lắc. À hoa của cái quả lúc lắc luôn ạ. À về mình cũng làm rau được, xào lên là xào nấu lên. Và lan kim tuyến. Mười lăm nghìn một cái à? Anh em bảo cái quả lúc lắc mấy cái thớt siêu to. Thớt này thì không biết là gỗ gì, mình cũng không rõ lắm. Đấy, phong lan và gỗ lũa. Bên này cây này là cây gì đấy ạ? À cái loại táo đỏ, táo gai đây à? À cây này gần đây họ hay lấy về làm cảnh đây nhỉ? À mình có xem trên mạng rồi, hôm nay mới nhìn cái cây này tận ngoài tận mắt này các bạn này. Cái quả này có ăn được không anh? Không ăn được à? À thế à đấy, hả? Ăn vào đói nhanh nhỉ? Ăn được thật không cháu thử quả? Thế nhớ lại bảo đói nhanh thì lại sợ, tôi bảo ăn được thì ăn thử một quả.
nó chua hay là nó chát? À. À, tuổi thơ ấy đúng không? À, cảm ơn anh nhá. Hơi chua chua và chát chát một chút. Đây một loại hoa chắc để làm món ăn. Đây có một cây để làm cảnh nữa các bạn này, hoa vàng đấy. Lá nó giống lá nhãn đấy nhỉ? À đúng rồi. Cái cành này cái nhìn thì trông giống cái cây nhãn luôn, nhưng mà sao lại ra cái hoa này khá là lạ các bạn ạ. Phong lan nở hoa. Ở dưới này ốc ốc to thật đấy. Anh này có xô mật ong đá này. À, chai mật ong đang lên ga này. Con gì Tâm? Chuột à? Hay sóc? Sóc sóc sóc. Có một con sóc. Nhưng mà nó sợ ánh sáng, nó chui ở trong rồi. Rau mèo, rau... À đây con sóc này mở ra rồi này. Các bé này thì thích con này lắm rồi. Cắn tay. Đấm mũi này đổ rồi. Anh còn có cả một con rùa đuôi dài thế nhỉ? Loại này là mình bắt ở rừng đấy à? Đuôi nó dài nhỉ? 500.000. Cầm lên được đúng không? Nó có cắn không đấy ạ? Ồ, không cắn đâu. Cho em xem tí nào. Cẩn thận nhớ, mua phải con rùa vàng thì này có tiền đấy nhỉ? Con này thấy có viền vàng vàng đấy này. Ôi mày đừng có bỏ rơi bây giờ. Đi em ơi, xem đây những chai con cào cào các bạn này. Bao tiền một chai này cô? 15.000 một chai. Đây là thất diệp nhất chi hoa. Có phải à? Hình như không phải, không phải, cái khác. Hoàng tinh đây. Rất nhiều loại dược liệu bên rừng các bạn. À, cô này bán những cái rổ đan, cái thúng đan rất là dày dặn này. Dưới cô cũng có một con sóc. Nhiều bạn cũng muốn bảo mua thằng sóc gửi cho lắm, nhưng mà gửi đi sợ nó chết mất nên mình cũng chưa dám gửi cho ai. Đấy, toàn cảnh cái khu này khá là đẹp. Còn phía bên đường bên này nữa, mình đã sang mình ghi hình phía bên này cho các bạn xem nữa nhé. À đây chú có cái cây hoàng tinh đây, nguyên cả cây cả quả luôn này. Ủa, một bao ốc đá luôn, cái này chưa rửa thì luôn các bạn, nó còn nguyên, nó bám những cây mùn ở trên rừng. Chồng chú này có hai chai mật ong mang đi bán rồi. Đây. Nhà chú này cũng có cả ong đất này, cả ong mật này. Đấy. Đây tổ ong khoái này, nguyên cả tổ này các bạn này. Bạn nào có nhu cầu sử dụng mật ong ở trên này thì alo cho mình. Vâng. Đấy, ong rừng thì màu nó đậm đậm màu, sậm sậm màu này các bạn ạ.
càng để thì màu nó càng sậm lại, chứ nó không bằng tươi bằng óng lắm đâu nhá các bạn nhé, và nó cũng không quá đặc. Đấy, cái màu nó phải sậm sậm này các bạn này. Đây, chú có khoác một ba lô xuống. Vâng, có khách mua thì cho lấy cho. Vâng. Ông bà. Đấy, một xô luôn. Đây, trời nóng rồi nó lên ga này. Chai này là căng rồi này. Đấy, màu nó sậm này các bạn nhé. Các bạn lưu ý là một số cái điểm cơ bản để mình phân biệt cái mật ong rừng ở trên này. Hấp dẫn ghê này. Đây, không biết là cái này nó mua về làm gì anh nhỉ? Để cúng cúng hay sao anh nhỉ? À, làm cho đám ma. À, đám ma của dân tộc gì ạ? Người giấy. À, người nhắn. À, anh thì bán hạt dổi này các bạn này, hạt dổi nếp đây. Đây, thất diệp nhất chi hoa đây các bạn, lấm linh chi. Cái đấy có hai loại lụt là hai loại lang. Lan gì đó? Khi đi lang với lại đùi gà. Mà trong đó có mấy phong lan. 250 tất cả. Phong lan ở đây rất rẻ các bạn ạ. Đằng sau này một ít cây táo đỏ, à, táo gai nữa. Rau mèo ấy. À, các cái lô bằng cái này là cái này biết là đá hỏi mài đó các bạn ạ, đá hỏi mài hỏi khoan đây. Đá đây là cái loại đá, nó không phải đồng nhất, là một loại đá nó nhiều đá. Lấm rừng. Dọc theo cái tuyến đường này mọi người mua bán rất là đông. Vợ chồng chú này mua được một cái xẻng và đang chọn thêm lê. Chắc cô chú mua sắm xong rồi, giờ mua ít quả về cho các cháu nhỏ ở nhà đó. Chơi hay là đi ăn? Chơi, vừa ăn vừa chơi. Đoạn dọc đường này thì chủ yếu là hoa quả các bạn ạ. Mình sẽ đi nhanh lên trên này một chút đây, xem có gì lạ lạ không. Còn các anh cao to quá. Và cô bán mít thơm lứt cả cái đoạn này đây rồi. Không bỏ cái gì đây, bỏ ra thực tế đi ạ. Chuồn chuồn này. Trời ơi, sao nó bay nhiều thế? Mọi người có nhìn thấy không? Mình thật nhìn cứ tưởng là đàn ong nó tụ vào đây cơ. Úi giời. Trời ơi, đợt này nó mưa nhiều, chuột chuột đâu ra lắm thế này. Bay kín cả bầu trời luôn. Vâng. Không, cháu không phải trao. Cháu Rubathan. Vâng. À, dạ vâng. Đây, cái con đường này dài lắm. Anh em mình sẽ rẽ sang bên tay phải này để quay bên này. Chào bác nhá. Vâng.
để hỏi hạn chế không cho xe máy lên trên. Trên này các bà người Mông và người Tày bán gạo các bạn ơi. Em có bán không? Không, em vào chỗ đây cứ hỏi có. Vào chỗ đây cứ hỏi bà. Sân bay nhiều mà. Đây mọi người mặc cả cũng sôi động lắm. Đây chủ yếu là gạo thôi. Các loại gạo nương ở trên này. Này, gạo cẩm rồi gạo lết rất là nhiều loại. Mình dọc theo cái dãy này thì các bà bán rượu, chủ yếu là rượu Ngô Bắc Hà nổi tiếng đấy các bạn ạ. Chưa thấy có ai say thì cũng tỏ là chợ vẫn còn sớm. Cô bên này cũng có một ít quả nho rừng. Cái nho rừng của cô là chín đều lắm rồi. Này về ngâm rượu à? À, ngâm rượu nó hơi chua các bạn. Ngâm về để uống thì nó sẽ dễ uống hơn. Mâm khoai. Này góc này các bà mặc quần áo truyền thống ngồi sát sát nhau nhìn rất đẹp. Không biết bà nói câu gì ấy, mình cũng không dịch được. Vâng, một gia đình người Mông đi chợ. À, chú đây có một cá cờ, bán cá cờ các bạn ạ. Bán qua đu đủ và ngô luộc măng nữa. Bên này có đồ dược liệu gì mà mọi người mua đông này. À, mua lạc. Trời. Mua lạc nhưng mà. Vâng. Thấy mọi người đông quá mà xem có cái gì. À, mọi người rất là thích lạc đỏ ở trên này. Đấy. Lạc luộc sẵn rồi. Đi em ơi. Đi đi đi. Chỉ có đi chợ vùng cao để các bạn mới nghe thấy tiếng kèn, nhưng mà không phải là đám ma. Các chú mang đây bán kèn và cũng thổi giao lưu với nhau luôn. Không phải thách nhà, không phải thách. Không bán, không bán, không bán, chỉ là bán này. Được đấy, không được là thôi luôn. Nhà em không ở đây hết. Chỉ lấy một căn cái thêm một chiếc. Bên này mọi người bán các cái cục lu, cục lũa các bạn này. Những cái sản phẩm này thì mình cũng chỉ liếc qua cho các bạn xem thôi. Những cái đồ cồng cành thì mình không lấy, không gửi cho các bạn được. Bên ngoài này mọi người bán vật nuôi các bạn. Khu này thì mọi người bán toàn chó thôi.
Tên có mấy tổ ong nữa này. Mấy tổ ong khoái. 200 một tổ. Mua luôn. Rất nhiều loại chó ở trên vùng cao này. Con này em ấy bảo bán 800 đấy các bạn này. Giống chó Bắc Hà, giá nó khá cao so với lại mặt bằng chung. Con trắng này thì bao nhiêu anh? 400 à? À, con kia là do màu nó đẹp hơn nên giá cao hơn thôi đúng không? Còn nó cùng giống à? Hay khác giống? À không biết à? À. Thế chó nhà mình là giống gì? Của nhà mình thôi thì gọi là giống ở trên Bắc Hà thôi chứ nó cũng chia ra nhiều loại các bạn ạ. Vâng, nhiều chó đẹp lắm. Con này trắng muốt này. Rất nhiều chó đẹp. Bà cụ đây thì có hai con gà, chắc chắn là gà của nhà rồi các bạn. Gà đen đây, hai con to lắm. Con này như gà chọi ấy nhở? Chọi lai à? Chọi lai với gà mông ở trên này à? À, chưa có tí cửa nào. Vâng. Cô đến bán hai con mèo. Đến này cô chú ấy, bắn lợn. Và lợn thì bỏ vào bao. Bây giờ chưa trưa rồi. Đây như mọi người mua đá mài. Mình mới có ở đây 20.000 là mấy người mua một cái? 30.000. Đám mài. Mọi người đang trả giá 30.000. Nhưng mà chắc là không mua được đâu. Nếu mà viên đám mài. Nên cái con lợn gì đấy nhìn trông nó toàn chân là chân này. Thế mọi người bảo lợn dừng đây à? Dừng đấy. Đấy, mày chủ lợn nhưng mày chưa chắc nó bằng tao đâu. Ai lại cúp xuống nhỉ? Giống này. Có lanh chưa anh? Có rồi à? Con này thì không dám xem rồi, nhỡ nó đập cho cái thì mõm dài ngoãng luôn. Em xem nữa xem có ai mua không. Con này bao tiền? Mình có cân thử không? Chưa cân, chưa biết chưa được. Cân thử à? Nhưng mà cân đến 70.000 thôi. À. Con này mõm cũng dài đấy. Con này là giống lai cái gì đây? Lai siêu lạc. Lai siêu lạc à? Ừ. À. À, vâng.
em xem thôi. Rồi, nhà mình mua về hay là không bán hết mang về đây? À, không bán hết à? Chưa rồi ạ. Vâng, vẫn còn nhiều gà lắm. Gà nhà mình là chăm được cái nhảy to đấy. Thôi mình cũng kết thúc cái video đây các bạn ạ, trưa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình nhá. Các bạn có cần cái mua đồ gì trên thì alo cho mình. Và muốn khám phá trải nghiệm nhiều hơn cuộc sống cũng như là các cái phiên chợ ở đây thì đăng ký kênh, theo dõi kênh của mình và chia sẻ video giúp mình nhé.